Mến chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Nấu Ăn Express với Kha Thi Hà. Và mỗi tuần mình sẽ cùng nhau nấu những món rất ngon miệng và dễ làm cho gia đình và bạn bè. Như hôm nay Kha Thi có cái này rất là lạ, quý vị nói ủa sao mà bánh mì, xong rồi có thịt, xong rồi có gan. Chắc là quý vị đoán ra đó là mình sẽ làm pate gan và thịt nguội để ăn với bánh mì. Kha Thi thấy cái món này rất là tiện cho quý vị ở xa hoặc là có con em đi học, cũng giống như là mình làm cái món này để đi ăn picnic hoặc là đi ở xa thì mình có thể để vào tủ lạnh hoặc là freezer. Kha Thi biết là người Việt mình rất là thích ăn đồ giống như là bánh mì thịt nguội, pate thịt nguội thì nó giống như Tây Tây một tí, nhưng mà cũng trong đó cũng là rất là Á Đông, tại vì hồi đó mình sẽ làm ướp thịt thay vì mình ướp jambon mà mình ướp giống như là thịt xá xíu. Như là Kha Thi cầm cái bao ướp thịt trong tay mà mình nói hơi Tây Tây, thì nãy quý vị nói vừa thấy bánh mì baguette Tây và cũng thấy đây là rượu cognac nữa. Không phải là Kha Thi muốn uống rượu, nhưng mà cái này thì mình sẽ làm mình bỏ một tí rượu thơm này trong cái pate gan của mình. Alright, để bắt đầu thì mình nhớ là phải ướp cái thịt thì cho nó thấm mới ngon, mà thường thường để cái này qua đêm càng lâu càng ngon. Nhưng mà mình sẽ xài một cái package như thế này, một gói này thì mình thường thường thấy trong chợ đã bán sẵn, và pha cái này chung với nước lạnh. Và trước khi đó để Kha Thi lấy này ra, cái thịt này thì lúc mà mình nói đến thịt nguội đó thì thịt này thì có cái một tí xíu da và tí xíu mỡ để cho nó không bị khô và bị sảm. So mình phải mua cái này, thì cái này thịt đùi, cái ông bán ngoài chợ là cắt cho Kha Thi cái này khoảng chừng 2 pound, cái đó là vừa thôi, thì mình để qua một bên. Nước pha thì nửa cup đây, xong rồi mình để vào bột xá xíu đây, ngoại cho nó tan nha. Kha Thi bây giờ Kha Thi xài cái bao tay thì đằng cho nó không có bị đỏ đó. Xong đây thì mình để vào thịt và trộn cho nó đều. Cái này qua đêm á thì nó sẽ thấm vào cái thịt và nó thơm nữa. Còn nếu mà mình mà không có qua đêm thì mình nhớ phải để ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Như là mình ướp buổi sáng, xong rồi 3 tiếng sau mình có thể mình lấy ra mình nấu cái thịt lên. Có thể để như cái tổ như thế này, xong rồi đậy nắp, đậy bằng plastic, xong rồi để vào tủ lạnh qua đêm, hoặc là để vào tủ lạnh 3 tiếng xong mình lấy ra. Oops, mình nhớ làm cho kín nha. Xong để tủ lạnh nha. Thì mình đã để 3 tiếng thì Kha Thi đã sẽ lấy ra để mình làm tiếp tục nha. Đây, ôi dạ, thịt nguội đây. Nhưng mà kỳ này đó thì là mình thấy là nó rất là lạnh và nó cũng đặc rồi, nên Kha Thi phải xài cái kỳ này thì phải xài cái tay, không có đeo găng nữa, because cái này thì trước khi mình lấy nó ra Kha Thi muốn là mình phải xài chỉ bằng chỉ như thế này, mua trong chợ có bán để mình cuốn cái thịt lại đó, như thế này đây. Và mình thấy là nó đỏ, nhưng mà như thế nào mình lấy cái này để cái sợi chỉ này đó, thực ra để cho nó lúc mà mình nấu lên, lúc mà mình sắc ra nó không có bị, nó không như là nó không bị, nó bị nó chắc lại, nó không bị rời ra đó, nên mà mình cuốn như thế nào mình chỉ cứ uống à. My goodness, thường thường mình muốn làm như thế này, có cái da nó nếu như là làm cái khuôn nó tròn như thế, nhưng mà lúc mà cái thịt này người ta nó cắt rồi đó, nên nó không có được qua chung quanh hết, nên không có sao. Mình cuốn như thế này, Kha Thi sẽ cuốn cho chặt ha. Mình thấy nó chắc rồi đó, thấy không? Mà lý do nó cuộn cứng như thế này lúc mà mình nấu thì nó cũng hơi lâu là tại vì nó dày, but it's okay. Giống như đòn bánh tét. Okay, wait a minute, where are you? Kéo cắt.
như thế này. I know nó không có, nhưng mà nó cũng đâu cũng ra đó, nó không có sao. Và Kathy muốn đây là mình để vào cái nồi. Cái nồi cũng khá khá như thế này để có nắp ha. Cái nồi có nắp, xong mình để vào giữa đây. Và trước khi đó thì Kathy đi để tí xíu muối ha. Như thế này. Xong rồi chế nước vào, Kathy để đây. Thực ra cái nước này luôn, cái nước này còn lại đó mình cứ vẫn xài không có sao, đổ lên trên. Nước xa xíu. Chừng. Xong rồi thêm đây. Tại vì mình nếu mà mình không có đổ nước á, thì nó sẽ cạn và nó khét đi, nó khô. Mình để 2 cốc nước. Xong rồi để lửa lên lò. Đúng như là giống như là mình hầm nó như thế. Xong mình để nắp ha. Xong rồi mình cái đầu tiên hết á là mình để lửa cho cao. Lúc mà nó sôi lên mình mới xuống lửa medium. Xong rồi để nắp lại để cho nó nhanh. Mình để lửa cao nha. Cứ để trong cái nồi như thế. Và một hồi nữa mình sẽ vỡ ra, mình sẽ rưới nước nó lên nên cho nó cạn cạn một tí á. Thì là thực ra nó 1 tiếng rưỡi mới là xong. Sau đây là phần làm pate gan. Và pate gan này thì Kathy xài gan của gà. Nhưng mình thấy đây Kathy mua khoảng chừng 1 pound pate gà. Nhưng mà để cho nó ráo ráo ha. Và trước khi mình để vào đây đó thì là mình phải coi kỹ lại là trong cái gan này nó có mấy cái sợi trắng trắng như thế này. Giống như là nó không phải là gan nên mình phải lấy ra. Mình phải lấy ra từ miếng đó. Mình xét kỹ lại và phải lấy cái dao đó. Kathy sẽ lấy giống như thế này nè. Thấy dao không? Kathy phải cắt nó ra. Tại mấy cái miếng này nó rất là dai mà nó không có làm pate mình ngon nữa. Nên mình phải cố gắng là mình phải remove mấy cái màng này ra trước này. Đó, thấy không? Mình thấy không? Mình chịu khó, mình mở nó ra như thế. Mình cắt ra không có sao, tại cái này là hồi nãy mình nấu mình cũng quết nó lại nên không cần phải giữ một miếng to. Nhưng mà nhớ là phải coi kỹ lại, lấy mấy cái màng trắng trắng đó ra. Mình đã làm cái này sạch kỹ rồi, để bên đó. Đến phần nữa là đến phần làm hành tỏi. Và sau đây thì Kathy có 2 cái củ hành thơm thon thon như thế này. 2 cục tỏi to to, nửa cái củ hành cắt ra luôn. Đó, rồi để đó. Và mấy cái này thì mình sẽ phi chung với nhau làm cho nó thơm. Woo. Sau khi làm tỏi trước. Rồi nhĩ vậy được rồi, để vào đây. Và hành thơm này, shallots. Cắt nhĩ. Woo. Hành nhĩ. Nhuyễn vậy cũng good rồi, để vào đây. Để chung luôn. Xong rồi cái này hành, củ hành tráng cuối cùng đây. Cũng nhuyễn rồi, để vào đây luôn. Xong rồi, lấy chảo ra. Thì nãy giờ mình cũng để khoảng chừng là 10 phút. Mình thấy là nó đã sôi, tại thấy cái khối nó ra chung quanh cái nắp này. Mình thấy mình để rất là sôi nè ha. It's very good, good. Thì có thấy còn nước, good. Như thế này, mình không có quá nhiều nước, mình muốn nó ok thôi. Ok, như vậy thì bây giờ Kathy bớt lửa nhưng mà cũng để medium high. Nếu mà có chừng 10 phút nữa mình check lại, mình coi nếu là nó quá cạn mình để tí xíu nước vào. Tại mình muốn giữ cái nước trong đó đặng cho nó không bị khát. Và có tí xíu nước đó ở trên mình đậy nắp á, nên cái hơi nóng nó sẽ chín thịt. Nó chín. Mình còn lâu, vẫn còn phải đợi lâu. Nên mình phải nhớ check lại một tí ha. Ok, alright, để nhớ là medium high. Ok, I'm out of here. Sau đây thì là đến phần làm. Cái này thì mình saute, mình giống như là mình xào cái gan trước ha. Xong rồi để cái tí xíu dầu olive cho nó nóng nha. Xong để tỏi và hành cái hồi nãy mình mới cắt vào đây. Xào lên cho nó thơm và chín nữa. Sau khi không có xài quá nhiều dầu nhưng mà phải có tí xíu dầu. Chứ thôi nó không có chín. Chứ thôi nó không có đủ để nó vàng lên. Chứ thôi nó bị khét. Chuẩn bị cái này nữa là ở trong cái gan này.
Thì mình nhớ một hồi nữa Cathy sẽ có hai cái lá thơm nè, lấy thẳng đây để thớp nha, để sẵn đây. Xong rồi đây á là một loại mà cũng là lá thơm, nó kêu là thyme, rất là thơm, là the the. Mình để một muỗng những cà phê nhỏ đó, mình để vào đó ha, một muỗng cà phê muối nha. Thì để nửa muỗng cà phê đường đây, tiêu, tiêu tươi ha, để cũng khá khá không nè, khoảng chừng một muỗng cà phê nha. Để tí xíu dầu olive nữa đây, khoảng chừng một muỗng canh, để chuẩn bị để cái gan thì mình sẽ nấu hôm nay cho nó chín chín chín, mà đừng có quá chín, nghĩa là nó hồng hồng á ở bên trong á là Cathy sẽ lấy ra liền. Nhưng mà trước khi đó nhớ để vào cái lá này. Và bên đây Cathy có một để một cốc nước, và cái nước này đó Cathy có pha tí xíu rượu, mà rượu Chardonnay, rượu trắng, để cho nó ướt ướt này, để từ từ vô ha, cho nó rút ra. Nhớ để lửa cao nha, nó sẽ rút lại, tại vì cái gan này nó sẽ hòa lại cái mùi của những cái lá thơm nè, rồi tí xíu rượu nè, nó thơm, rượu trắng nữa. Thực ra cái này là món của Pháp nên Pháp thích nấu với rượu lắm, nên cái này là chuyện thường. Cái này là khoảng chừng là 5 phút là mình xong, mà không có nên nấu quá lâu hoặc là quá chín là nó không có được, nó ra nó khô lắm. Và trong khi cái này nó chưa chín, vừa chín, Cathy sẽ để một muỗng cognac này vào. Và lúc mình nấu này mình nấu ra cái chất alcohol nhưng mà giữ lại cái mùi thơm của cognac. Mình thấy nó sôi bắt đầu mà nó trắng trắng rồi đó, là mình biết bắt đầu nó chín, và có nhiều cái nó đã cứng rồi, nó vừa rồi. Xong rồi tắt luôn, xong rồi lấy cái nắp này đậy lại, mình đậy lại cái nó sẽ tiếp tục nó được chín. Và cái này đậy lại được 3 phút. Giờ mình múc ra đằng cho nó nguội ha. Mình lấy cái lá ra, không cần cái lá thơm này nữa, để qua bên, nãy có hai lá lận mà. Cái này đây. Đây. Trước khi mình để vào cái máy kia, mình phải để cho nó nguội nguội. Chứ phần mình không cần cái nước này nữa, cái nước này thì không xài nữa. Mà cái nước này rất là béo. Yummy. I don't know what to do with it. Có bánh mì chấm là cũng được ha. Oh yeah. Rồi còn nữa hay không? Đó. Trong khi đó thì Cathy sẽ lấy cái đây là cái butter. Nãy Cathy nói là cái món này là thực ra lâu lâu ăn mới được, tại nếu mà mình ăn nhiều lần thì các bác sĩ có thể gọi Cathy là khiếu nại, là tại vì cái này là quá nhiều cholesterol. Gan thì dĩ nhiên nó có cholesterol, ăn rất là béo. Và thêm nữa thì mình còn để vào là bơ. Hai cái cây và 1/4 cây. Come on. Bơ đây là mình để ở ngoài room temperature đặng cho nó mềm, mình thấy không? Nên Cathy sẽ lấy cái dao đây, mình sẽ cắt nó nhỏ nhỏ như thế, đặng hồi nữa mình để vào máy xay. Đó, nhưng mà cái này thì xài cũng khá là nhiều bơ. Như quý vị đã thấy, mình thấy cũng hơi mình thấy hơi ngại, nhưng mà hồi nữa mình ăn rất là ngon. Trong khi cái gan gà nó nguội nguội tí thì là cái này là hai cái khuôn mà bằng thiết Cathy đã mua sẵn ở trong chợ mình thấy. Và trước khi để vào đó thì mình Cathy lấy một cái miếng bơ nhỏ nhỏ, xong rồi mình trét nó chung quanh. Lý do như vậy rằng cho lúc mà mình làm nó không có bị dính bên nghĩa là chung quanh đó đấy, mình làm như thế này thôi nè. Đó, very simple. Giống như là lúc mà mình làm bánh vậy, mình cũng phải làm bơ như thế này qua bên những cái bên hông của cái khuôn, chứ thôi nó dính. Đó, mình cứ làm như thế này. Và sau đây thì là để cái này vào cái food processor mà nó teo lại, nó không có nhiều lắm. Nhờ như thế Cathy sẽ để vào hết luôn đây. Mấy miếng tỏi, mấy miếng hành nhỏ nhỏ đây để vào luôn. Ừ.
mình để nắp kính kính xong này chặt lại ha, xong rồi mình pause lên nhỏ nhỏ từ từ. Nhưng mà trước khi đó thì sẽ để vào hai cục cục bơ. Rồi đây, để lại xong rồi làm quay cho nhuyễn nhuyễn. Cái này giống như là gan vậy đó, mình thấy này đó, thấy không, mình thấy nó vừa, nó không có quá khô. Để vào mỗi lần làm là từ từ làm tiếp. Tại cái này bơ là nó phải mềm mềm nên mới dễ, là nó làm cho cái pate nó đặc lại. Nó là cho nó nhuyễn ha, cho nó nhuyễn. Ok, giờ mình lấy ra đang để vào cái khuôn. Và cái này thì để cái này đang để vào tủ lạnh cho nó đặc lại. Mình thấy nó lỏng như thế nhưng mà mình để tủ lạnh nó qua đêm rất là ngon, để cho nó đặc cũng giống như là nó thấm. Mà trước khi mình để vào tủ lạnh á thì là mình nhớ phải lấy một cái giấy kiến này, mình đậy nó lên trên mặt để mình giữ trong tủ lạnh á, thì mình giữ được 2 tuần. Còn nếu mình để freezer đó được 2 tháng. Và hồi xưa đó mẹ Cathy hay làm cái này đó, xong rồi mình để ở trong tủ lạnh hay là freezer. Xong rồi lúc mà xưa đi học á thì là để trong freezer, xong rồi lên trường á lấy ra ăn với bánh mì rất là tiện. Lúc mà nếu mà mình đi học xa đó, mình để như thế này đặng cho nó kín. Và mình để cái này trong tủ lạnh á cho 1 tiếng đặng cho nó cứng lại. Cái khuôn này đó nó có bán luôn là cái nắp, nên Cathy để nắp lại. Nhưng mà nó có nắp hay không mình cũng phải xài cái cling wrap này. Mà quý vị biết mà, lúc người Pháp người làm cái này, hồi xưa nó làm cái này là mousse hoặc cái gì để trong tủ lạnh, họ để trước khi để cái miếng này lên họ để một cái lớp mỡ nữa đặng cho nó dính ở trên mặt, nó béo và nó không có bị hơi vào. Mình thì excuse me, mình thì sợ cholesterol nên mình không có nên để mỡ. That's why mình chỉ để cái miếng ni lông này đặng cho nó không bị khô. Còn quý vị nào muốn ăn cay thì mình có thể để tiêu lên như thế này, và mình có thể để một lớp dày lên đó, nhất là tiêu tươi mới xay thì rất ngon để lên mặt. Rồi cũng như cái kia mình đậy lại, đè đè xuống đặng cho nó ôm cái mặt của cái pate. Cathy sẽ để tủ lạnh ngày mai ăn. Mà nếu mà mình để 1 tiếng nó cũng đã đặc đặc rồi, nó cũng có thể lấy ra ăn với bánh mì. Ok thôi thì là cái này nó đã xong rồi, mình cũng để làm 1.5 tiếng rồi đó, cũng lâu. Nên Cathy bây giờ phải để cho nó nguội nguội xong rồi mới để ra cái tô, xong rồi mình đem vào tủ lạnh ha. Để Cathy lấy nó ra, nhớ để tủ lạnh cho nó nguội. Trong những cái bánh mì mà Cathy thích nhất đó là baguette mà của Pháp, tại vì nó ở ngoài nó giòn mà ở trong nó mềm mềm. Và mình nhớ là cắt, mình xài cái dao mà nó khứa khứa ha, đặng cho cắt nó dễ như thế này đây. Oh my goodness, thực ra cái này là Cathy không muốn quý vị thấy, nhưng mà lỡ rồi phải nói ra là có con chuột nó gặm cái này. Mà thực ra con chuột gì, con chuột xanh của Cathy Đà Lạt. Nó thấy ngon quá, nó cạp một cái, Cathy nói ơ con. So, hồi nữa Cathy phải ăn khúc này. Ok. Khoảng chừng 30 phút ở trong tủ lạnh thì cái thịt đã nó nguội nguội. Thực ra nó còn ấm tuốt ở trong, nhưng mà nếu mà mình có để qua đêm này cho nó thật là nguội, ngày sau mình cắt á thì nó dễ hơn. Nhưng mà hôm nay thì Cathy muốn trình bày nó cho quý vị xem. Trước khi đó thì để Cathy mình lấy bánh mì xong rồi cắt ra đây, tại cái thớt nó sẽ còn sạch, nếu không thì nó dính đỏ đó.
nên Cathy sẽ làm trước ha. Xong rồi một cái lối nữa mà Cathy thích là cắt nó khoanh khoanh nhỏ như thế này để mình chát pate lên. Pate xong rồi nè. Wow, cứng rồi nè. Cathy có vài miếng đồ chua đã làm sẵn ở nhà, Cathy để ra để làm vài cái ổ bánh mì thịt. Đây, vài miếng. Cathy muốn đem cái thịt này lên cái cuốn thịt này để mình lấy cái sợi chỉ ra. Đó. Đâu đây còn một cục. Rồi mình cắt mỏng mỏng, nếu mà nó lạnh thì nó dễ hơn. Này mình thấy nè, đó mình thấy cái thịt không, nó rất là juicy mà nó không bị khô. Trong tiệm thì người ta để lạnh xong rồi người ta có cái máy á, sắt nên nó rất là mỏng, thì ở nhà mình không có cái máy sắt nên mình lấy dao cho bén nên nó hơi, mình cắt thì nó dày hơn là ngoài tiệm. Mình thấy ngon chưa? Wow. Thế thì chỉ làm vài miếng này mình thấy nè. Đó. Nó hơi dày mà nó ngon. Thế thì sẽ lấy cái phần pate trát lên bánh này. Hồi nãy pate này cũng là có rất là nhiều bơ rồi nên Cathy không có xài bơ nữa. Nó cũng rất mịn này. Xong rồi, miếng thịt nguội, hai miếng thịt nguội. Wow, hai miếng to nữa chứ. Lấy vài miếng như nào chứ. Này giống như tiệm chưa? Xong rồi hai cọng ngò mình để vào vài cọng cà rốt chua tiêu lên này. Đó, mình để tí xíu nước tương nhỏ nhỏ ít đấy thôi, chứ hơi nó mặn. Cái này thường thường Cathy thích ăn pate đó thì là như thế này. Lấy cái pate ra mà để ra một tí xíu tiêu như thế này thôi lên trên. Nhưng mình thử nha, như Cathy thích cái này nè. Pate có nhợt của con nhắc nên nó rất là thơm và tiêu nó hơi cay cay. Cathy thấy cái này ăn rất ngon nhưng mà rất béo. Thì biết nó sẽ rất là nhiều cholesterol, nhưng mà lâu lâu ăn lần chắc không có sao. Thôi để mình thử cái này nha. Cái này chắc thì ăn cái này là mập luôn á. Vừa có thịt vừa có pate. Quý vị thấy mình đã làm pate gan và thịt nguội rất là dễ dàng. Cathy mong rằng quý vị hãy email Cathy vào email address là cathyhacooking@yahoo.com và hãy chia sẻ với Cathy những cái recipe hoặc là những cái món ăn mà quý vị đã làm ở nhà rất là ngon miệng. Mong quý vị có một tuần lễ rất là vui vẻ với gia đình và bạn bè. Và mình sẽ gặp nhau tuần sau, mình phải làm một món ngon nữa. Bye bye, mến chào quý vị.